Thưa quý vị, chủ động mang sản phẩm từ thành phố Hồ Chí Minh đến Bến Tre để giới thiệu hợp tác giao thương, các doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh đã thể hiện được vai trò đầu tàu dẫn dắt thúc đẩy phát triển kinh tế thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận. Các doanh nghiệp có thể tìm thấy cơ hội ngay trên chính thị trường nội địa mà không phải hoàn toàn phụ thuộc vào thị trường quốc tế. Không dừng lại ở việc tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm ngay trên sân nhà, các doanh nghiệp xuất khẩu tại thành phố Hồ Chí Minh cho rằng đây chính là sự chủ động trong tìm kiếm nguồn cung ứng khi Bến Tre đang sở hữu những sản phẩm đầy tiềm năng như dừa, cây kiểng, bù đắp cho những mặt hàng xuất khẩu truyền thống dệt may, da giày đang gặp khó. Đây là một trong cái giai đoạn các doanh nghiệp xuất khẩu thành phố Hồ Chí Minh cần phải tìm đến những sản phẩm này. Những sản phẩm này không phải sản phẩm lõi nhưng nó là sản phẩm, nó mang tính đặc thù sản phẩm của Việt Nam, và sản phẩm này nó sẽ cân bằng được những cái đơn hàng xuất khẩu mà truyền thống sản lượng lớn đã bị mất. Về phía doanh nghiệp chúng tôi thì mang ý nghĩa rất là sâu sắc, rất là to lớn. Thì thông qua cái chương trình này thì chúng tôi có thêm nhiều cơ hội hơn để được hợp tác, và cũng là có cơ hội để chúng tôi đưa những cái sản phẩm của chúng tôi đến với người tiêu dùng và những người mà họ đang có thật sự cần những cái sản phẩm của chúng tôi. Phần lớn xúc tiến đầu tư thương mại tại tỉnh Bến Tre thì đây là cũng là một cái nhu cầu thực sự của các doanh nghiệp trong việc tìm kiếm mở rộng thị trường cũng như là tìm kiếm các cái cơ hội đối tác đầu tư làm ăn sau cái đợt dịch Covid lần này. Thì đây chỉ là một bước đầu để mà cũng như là hội doanh nghiệp thành phố Thủ Đức mở rộng thị trường ra tỉnh Bến Tre, sắp tới là ở các tỉnh lân cận ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Lợi thế nguồn lao động cùng với quỹ đất dồi dào, Bến Tre đang là sự lựa chọn đầy triển vọng cho các doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh đặt cơ sở sản xuất, bởi thành phố cần tập trung phát triển mũi nhọn về sản xuất theo công nghệ cao, tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu trong phân phối, tiếp thị sản phẩm. Những doanh nghiệp mà đầu tư trên địa bàn tỉnh Bến Tre chúng tôi hiện nay đó thì rất nhiều doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh và trong đó là thành phố Thủ Đức, nhưng nói rộng ra là các cái quận huyện của thành phố Hồ Chí Minh đều có mặt trên địa bàn của tỉnh Bến Tre, và chúng tôi cũng đang là thúc đẩy hơn nữa, có mặt nhiều hơn nữa các doanh nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh với tỉnh Bến Tre trong cái giai đoạn 2022-2030. Khi cánh cửa xuất khẩu bị thu hẹp lại bởi biến động địa chính trị và lạm phát ở nhiều quốc gia, sự chủ động kết nối của các doanh nghiệp trong nước là cần thiết để mở ra những hướng đi mới, triển vọng.